Ok. Có lá số đây rồi. 1192. Dạ 1192 ạ. Sinh ngày 27 tháng 2 năm 89. Dạ đúng rồi. Âm là 2 tháng 1 đúng không? Dạ. Giờ nhâm tuất 20 giờ. Dạ, 20 giờ. Bản mệnh nhiều vấn đề bản mệnh lâu đây con có rồi nhưng mà không biết là Ok, bây giờ thầy sẽ xem những cái gì con chưa biết nhá. Những cái gì biết rồi thôi. Thứ nhất là mệnh vô chính diệu nhá. Mệnh vô chính diệu mà nằm tại cung này cũng là ghê gớm này. Quan trọng nhất là các tam hóa. Thì có hóa khoa này, hóa quyền, hóa lộc lại nằm cung tài bạch rồi, điền sản rồi, chỉ được cái dâu thôi. Nhưng mà sao thấy số con chết được mấy lần á? À chết được mấy lần thì đơn giản, đôi mệnh quả tú thiên hình địa kiếp chiếu nhá, phục binh cô thần chiếu. Thì có bị một được thừa mà, có bị một được thừa. Đúng rồi, vì phi liêm nằm cung tài bạch và cung thân chiếu lên. Đó thì là cái đại vận suýt chết của con là 13 trở ra nữa, liêm trinh phá quân hãm, nghe chưa? Gặp tăng môn đứa khách. Thì con xem chết 3 lần lận, là xem bị xe tải kém. Xem chết là từ 23, từ 13 đến 23 hả? Dạ, thì trong khoảng đó là từ nhỏ thì cũng bị giật điện. Sau này thì xem bị chết trong bụng mẹ mà thầy 5 phút nữa là chết rồi. Đúng rồi, số này là số suýt hút chết. Đúng rồi, xem chết mấy lần đấy, 3 lần rồi, tới nào 3 lần nữa. Rồi, bây giờ thầy sẽ xem cho nào, bây giờ muốn thầy nói việc gì trong lá số này? Dạ, thầy nói về công danh sự nghiệp với tạo tính, tăng ngay con tính đi du học á. Mà hai lần trước con làm đã rớt rồi, năm ngoái vừa làm rớt rồi, không bình rớt. Đầu tiên là số con là có số đi du học là cái chắc rồi. Bởi vì là điều kiện rất là ổn, vì cha mẹ có sao thiên phủ. Sao thiên phủ là kho tiền rồi, giàu có rồi. Nhưng mà lá số này của con, cung quan lộc của con gặp triệt. Cung quan lộc nó nói đến chuyện học hành. Thì lúc mà năm 2009 á thì đọc bách khoa. Nhưng mà 2011 là bị đuổi. 2022 là đi học đại. Nhưng mà vì là trường năm 25-26 đúng rồi, vì triệt cung quan lộc ấy nên là học có rất giỏi, sau này có rất thành công, nhưng mà bao giờ công lúc học hành cũng lận đận. Đúng rồi. Cái nữa là cung thiên di của con là cái sao mà đi á, nước ngoài gặp 6 tuần nóng, nhưng bao giờ nó cũng trục trặc. Dạ đúng rồi, thế con rất hay là thế. Mà năm nay á lại rơi đúng cung ngọ, cung thiên đồng thái âm hãm, nghĩa là mọi sự đều không ưng ý. Kể cả tình duyên luôn. Kể cả công việc. Điều đấy quy nạp một điều cho con biết rằng là cung phúc đức của con rất xấu. Dạ thì nghe nó đồng ông là thường là lý tổ mà. Gia đình thì nó hơi bất hòa. Đúng rồi. Nên là phải bổ khuyết cung phúc đức ngay nhá, thiên đồng thái âm hãm. Lá số con rất đẹp nhưng mỗi tội cung phúc đức xấu. Nhưng mà nếu con đọc thêm cái cuốn của Thái Thiên Lan thì kêu là thái âm hãm mà có thiên không thì sáng lại thầy. Nói chung là những cái sau hãm, lạc hãm mà gặp thiên không thì nó phá được cái thế xấu của nó. Phá được thế xấu, bởi vì đào hoa gặp thiên không là trong về tiền kiếp, nên là gia đình mình có người đi tu. Và cái trai cái cụ đấy đã được đắc đạo và phù hộ độ trì cho con cháu rất tốt. Nhưng mà cung phúc đức của con là gặp sao suy kìa, thiên đồng thái âm hãm, nó gặp sao suy ở đấy. Suy là bắt đầu nó đang thịnh rồi, cha đời cha mẹ con thịnh, nhưng mà đời con là nó suy. Và con của con nó sẽ suy, nếu mình không có cách mình đỡ nó lên thì nó sẽ nguy hiểm. Cái con cái sau này, lá số này thì chả bao giờ phải lo về tiền bạc cả, bởi vì rất giàu. Sao giờ con thấy cơ lại đạt được. Không yên tâm nha. Sang năm là con đi nước ngoài được rồi. Thì năm thì con tính năm 2017 là con tính làm hồ sơ lại để đi, thì không biết là như thế nào. Sang năm đi được rồi. Đi là mình lên đi rồi là lên cái phòng bệnh tháng mấy thầy? Con sang năm á hả? Dạ, thì năm 2017 thì con tính sang năm mà con năm sau làm, năm 2017 tính làm hồ sơ. Không biết sao thầy thấy được. Thầy thấy được. Sang năm con có sao thái tuế. Sao đấy nó làm cho gia tốc công việc của mình hoạch phát một cách bất ngờ.
được chưa? Dạ rồi. Tháng thì thầy phải xem sang năm sau, 27 thầy phải lập lá số vì nó chạy sang sang năm dạ. Nó phải lệch không giống tháng như năm nay. Dạ, thì năm nay thì theo em thấy đồng âm thì có di chuyển nhưng mà trong học linh thì có mất mặt một lần đi thăm thú. À. Thì có đi thăm thú một lần. Dạ, thăm thú thôi đúng không? Dạ. Thì thường thường là thiên đồng là sao di chuyển mà. Tháng 2 con thầy thì biết siêu sao à. Ăn nhưng mà có biết nhiều. Ăn Tết xong tháng 2 đã làm luôn, tháng 2 là phỏng vấn luôn. Dạ rồi ạ. Nhá, tháng 2 âm lịch là tháng cũng thuận tự nhá, làm một cái. Nếu không được, nếu mà được thì sáng tháng 3 có tin vui luôn. Dạ. Ừ. Dạ rồi. Rồi nhá. Dạ. Sẽ đi nước ngoài thôi. Bạn này tài mà. Cái không tính đi qua học luật kinh tế đâu thầy. Hả? Học kinh tế luật. Được. Sau này con tự tay lập nghiệp bên nước ngoài đấy. Dạ. Thì cần đi thôi. Lên theo cái nào thầy? Thật ra thì muốn học là con có đầy đủ các sao tốt. Thứ nhất là sao thiên hình này nói về luật pháp ấy. Dạ. Nó cũng nhị hợp với cung mệnh của con. Dạ. Được chưa? Dạ rồi. Sao cách về văn chương thì có hóa khoa là kiến thức cũng chiếu mệnh. Dạ. À, thiên việt là cách văn cũng chiếu mệnh luôn. Dạ. Ngôi việt đấy. Thiên việt nằm cung quan lộc chiếu vào cung mệnh đấy nhá. Hai nữa là dạ. Cái Thái Dương cự môn ấy là cái sao mà nói về luật sư, luật. Dạ. Sao Thái Dương ngành luật cũng chiếu mệnh cung vào cung quan lộc của con là có ngành luật mà. Dạ. Như học luật vô tư luôn. Tiếp nữa là có phục binh đóng cung quan lộc. Lại tướng quân quốc ấn chiếu vào cung quan lộc nữa. Ba sao này nói về cách cốt cách của người là sao này làm chính trị tốt. Nên học luật dạ. Rất phù hợp. Dạ. Ừ. Còn vợ sao đây? À, cung vợ hả? Vợ thì sau này khắc khẩu lắm, khắc khẩu. Dạ, hai kỵ ở cung thầy gặp thiếu sát, gặp thiếu sát. Kiếp sát hoa kỵ gặp cô ghê gớm lắm. Dạ. Ừ. Nói chung là cô ấy tốt thôi nhưng mà rất là ghê, rất mạnh mẽ. Người... béo này. Ừ, thâm trầm, kín đáo, mạnh mẽ. Dáng người như thế nào đây? Dáng hả? Dạ. Dáng đẹp. Cô này xinh đẹp lắm, đẹp, có học. Mà cái này kiểu con như sao mà thấy cái kêu có vợ mà thấy giờ ế, giờ chưa sẵn lại. Ờ ế vì sao không con biết không? Vì con có cô thần quả tú. Dạ. Đất nhà lại có tam môn nữa, kình dương nữa, tam môn nữa. Nên là con bị tiền duyên theo. Ừ, dạ. Hiểu chưa? Dạ, khi mà mình giải đi. Tiền duyên theo giải đi thôi, thì họ siêu thoát rồi thì mình sẽ thuận lợi trong việc hôn nhân. Vậy thầy dạ, nếu mà thầy dạ thì cho con gặp lẽ được không thầy? Thế thì con phải bay ra Hà Nội mới gặp được. À. Còn nếu mà giải không thầy giải online thì không thì không thì không gặp được. Dạ. Bay ra Hà Nội thầy gọi cô nhập lên cho, nhập vào mình như này. À, Hà Nội thì khó, chắc không có thầy giải online. Tại con muốn hỏi là tại sao mà đã không đi siêu thác mà đi vấn vượng thế gian làm gì nữa? Thầy có thể trả lời việc đấy thay cô ấy luôn. Dạ. Vì nguyên nhân là như thế này. Nghĩa là kiếp trước ấy là con với cô là có là đã là vợ chồng với nhau rồi nha. Cô này là vợ kiếp trước của con chứ không phải người yêu nha. Dạ. Đó. Và cô này rất ghê gớm. Đánh đá lắm. Cô yêu kinh khủng lắm, yêu đến nghẹt thở ấy. Và cô không muốn cho con yêu bất cứ ai cả. Nên là cứ ai mà đến với con là cô sẽ ghen. Và cô sẽ chọc cho hai người thường xuyên cãi nhau rồi chia tay nhau. Đúng rồi. Con gặp mấy người mà toàn chẳng hợp thế nào. Đúng rồi. Mà yêu con chán lắm. Đúng rồi. Vì cô này cô phá mà, cô chọc phá nó không yêu được. Và dạ. Theo quan điểm của cô là bây giờ con vẫn là chồng của cô ấy, và không ai được sở hữu hết. Ừ. Sử dụng thì được, sử dụng thì được, không được sở hữu. Chính vì con gặp người vợ con khi nào thầy? Con hóa giải đi thì sẽ gặp nó sớm thôi. Xem nào. Hóa giải đi thì gặp dễ lắm. Chỉ cần sang năm thôi là tháng 10 âm là đã gặp rồi. 11, 12 âm. Ờ. Tháng 10 âm sang năm đã gặp cô rồi. Chắc là lấy nhau rồi xa quá. Đúng rồi. Chắc lấy nhau rồi xa rồi.
Không, con không lấy xa, mà con sẽ được lấy một người vợ mà do họ người một người họ hàng giới thiệu. Chắc đúng đời trong đời quá. Không, họ hàng giới thiệu chứ. Yeah. Do người trong họ mình giới thiệu cô đấy cho. Dạ rồi, dạ. Rồi thầy cho mấy năm hạn sự nghiệp như thế nào? Đây, năm hạn nhất của con nhá. Tính theo đại vận này, thứ nhất là những năm hạn, bây giờ là năm hạn tiếp theo gần nhất nhá. Yeah. Năm này 28, con rơi cung ngọ này, 29 là 29 là cung tỵ này, 30 là cung mệnh luôn này. Yeah. 31 nhá, hạn 31, yeah. Năm đấy trắng tay luôn, vì bạn lừa hết. Yeah. Con sẽ tin một người bạn và người đấy sẽ ôm hết tiền của con đi. Yeah. Làm cho con phải gánh nợ nần. Năm 31 yeah. tuổi nhá. Và nếu yeah. năm 31 tuổi không định mà năm 30 tuổi mà lấy vợ rồi, năm 31 là sẽ vì chuyện đấy mà hai vợ chồng khủng hoảng nặng. Yeah. Ừ. Đấy là năm hạn nhiều nhất. Nhớ đấy, năm đấy là sẽ bị bạn lừa. Mà cái việc lừa yeah. đấy nó xuất phát từ năm 5 năm trước, có nghĩa là từ năm 30 tuổi cơ, là nó đã có dấu hiệu rồi. Nhưng mà nếu mà tao đi du học thì qua đó bị cái lừa. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Nhá, đây là hạn gần nhất. Hạn tiếp yeah. theo là năm 40 tuổi. Dạ. Yeah. Năm 40 thì cũng sẽ bị hạn, và cái hạn này nặng liên quan tới một người bạn nữa. Có số con toàn chết vì bạn thôi. Dạ. Yeah. À. Dạ đâu thầy. Năm 40 tuổi cũng sẽ bị lừa như thế, cũng lao đao sự nghiệp lại xuống dốc. Yeah. Năm tiếp tục là năm 49 tuổi cũng hạn yeah. như thế luôn, hoặc là sẽ bị tai nạn. Năm 49 có thể bị tai nạn, có lại phải mổ xẻ tiếp nhá, giao kéo. Yeah. Năm 49 yeah. là giao kéo mổ xẻ. Năm 58 tuổi, năm 58 tuổi thì năm đấy ốm thập tử nhất sinh. Yeah. Ừ. Năm 67 tuổi cũng là một năm hạn nặng. Trời, hạn nhiều thế này. Năm 74, 75 đời con còn suýt chết vài lần nữa. Năm 74, 76, hai cái năm đấy cũng suýt chết nữa. Cũng hạn nặng. Dạ. Bây giờ đi ông thầy, mấy mẹ thì ghê. Giải tốt, biết năm hạn rồi thì giải được. Dạ, thì chắc nhờ thầy giải luôn quá, luôn tôi thầy. Ok, thầy giải cho. Dạ. Rồi. Nghe giọng tử tế này thì giải yên tâm, giải mà cho một người sau này người ta tốt ấy, thì thầy còn có phúc. Giải cho một người yeah. sau này là lưu manh thì thầy lại họa. Dạ. Thôi mà thầy, cái vậy là mình bắt sự nghiệp con bắt đầu lên từ năm nhiều này. Sự nghiệp của con hả? Dạ. Yeah. Bắt đầu sang năm là thay đổi sự nghiệp rồi, bắt đầu bước chân ra nước ngoài là bắt đầu cuộc đời thay đổi rồi. Còn cực kỳ sáng lạng là bắt đầu từ năm 33 tuổi trở ra. Thì con tính học rồi là tất rồi đi làm về bất động sản quá. Con thì làm bất động sản siêu rồi. Dạ. Ừ. Có biết anh nào ở Việt Nam mình học luật xong rồi làm luật rồi mà làm bất động sản siêu nhất không? Không. Biết ai không? Dạ. Nghe người mà đứng số 1 thị trường chứng khoán Việt Nam bây giờ. Đâu mới nhận bữa đấy. Không. Số 1 thị trường chứng khoán. Không, anh Trịnh Văn Quyết. Đúng rồi, yeah. là luật sư. Và từ cái sự hiểu biết về luật pháp mà anh ấy tham gia vào làm lập dự án kinh doanh, rồi huy động vốn trên thị trường chứng khoán rất thành công. Tại thời điểm này nó đi tiếp xúc người lắm, nhưng con không tiếp xúc được. Ừ, tại thời điểm này ta thấy là thế. Những người mà kinh doanh được đất cát điền sản thì bao giờ phải rất hiểu luật. Yeah. Vì thay đổi luật của Việt Nam là về đất là rất, rồi đất liên quan đến tài sản lớn mà. Yeah. Đấy, cái việc giao dịch đấy là cần phải rất hiểu luật. Rồi cái công tác lập dự án, lập những dự án lớn thì cũng cần phải hiểu luật pháp thì mới làm được. Ồ, vậy ngoài lập bất động sản con đi theo ngành nào được không thầy? Luật sư. Bây giờ là con đang học mà, con đang làm bên kiện mà, nhưng mà thấy... Luật sư. Dạ. Con làm luật sư được.
Bởi vì sao thiên thái dương cự môn là sao của luật sư, hai nữa là binh hình tướng ấn là cái sao cãi nhau siêu lắm. Còn nhưng thầy có dùng anh chị em với bố mẹ sao thầy? Cũng huynh đệ của huynh đệ huynh đệ của em là của con là mặc dù liêm phá không phải là ít anh em. Yeah. Nhiều đấy chứ. Sau mộ ở đây là chỉ có một người mất sớm thôi. Một hai người mất sớm. Chứ còn anh em trên trần gian tốt mà. Dạ. Yeah. Còn bố mẹ sao? Bố mẹ sống lâu không ạ? Bố. Bố mẹ hả? Bố thì cũng được. Mẹ cũng được. Nhưng mẹ sau này dễ đi sớm hơn. Dạ. Mẹ sau này dễ mất sớm hơn. Tại giờ mẹ đang đau nhức xương với lại bệnh hôm qua năm ngoái vừa phát hiện bệnh tiểu đường mà. Đúng rồi. Thì trong lá số này, trong lá số này mẹ dễ mất. Mà mẹ sau này dễ bị tai biến lắm ấy nhỉ. Vậy này. Ừ. Tại tính họ xem thấy sống thọ để bố mình còn được dưỡng nữa. Để đơn cho bố mẹ nữa, để hai họ xem có được có khả năng để đơn thầy. Khả năng gì? Phục dưỡng được, phục dưỡng với bố mẹ. À. Dạ. Phục dưỡng từ ngay bây giờ vẫn được mà. Thì giờ vẫn phục dưỡng nhưng mà chỉ sợ một lúc mà khi mình lên rồi mà tiên bố mẹ không còn nữa thì sao kia được. Giờ bố mẹ khổ vì mình nhiều quá thì mình phải làm sao để mà đền đáp được. Sớm. Đền đáp từ bây giờ được mà. Cứ ăn lời, cứ nói ngon ngon ngọt với cha mẹ. Bây giờ học hành tấn tới, không chơi bời là bố mẹ đã thấy lấy là báo đáp rồi. Đâu có nhất thiết thì, phải cơm bưng cái rót nào. Ông chơi thì bỏ học cũng không biết. Giờ thì xong hết rồi thì, nhưng mà thấy bố mẹ ngày ngày sức yếu á. Thế thì càng phải quyết tâm. Thế thì càng phải quyết tâm học cho tốt vào. Biết được tử vi là tốt lắm rồi. Biết tử vi là biết được vận mệnh rồi. Năm nay bỏ qua đi, sang năm là năm tốt. Thì năm nay thì thấy tiền vô tiền ra ngoài nữa. Cũng vừa mới bị té xe nữa. Nên đó rồi năm nay nhiều. Té xe tháng 8 âm à? Dạ. Té xe vào tháng 8 âm à? Dạ vừa rồi cách đây 2 tuần á, té chỉ xây xước xương chân thôi chứ không có gì hết. À, vào tháng 11 âm được à? Dạ. Đúng rồi, năm nay có lưu kình dương mà. Yeah. Năm nay có lưu kình dương tại ngọ kìa. Vào tháng 11. À. Đúng rồi. Vậy là qua năm sau là khoảng tháng 2 là còn là có thể làm đi rồi. Đúng rồi. Thì tại vì con tính đi rồi mấy năm sau bố mẹ đi tính đi qua trước để mình mở đường mà cho đứa bố mẹ đi qua. Rồi. Dạ. Dạ thì lên lúc hỏi thầy sợ đã 2 lần chết rồi. Còn vài lần huyết chết nữa. Còn vài lần nữa nên là sống tốt vào thì đức năng thắng số sẽ thoát. Dạ. Còn thầy theo mà tiên con thầy biết không, thầy con gặp ma 3 lần thầy sao có phải gặp sao gặp 3 lần nữa thầy? Thầy nói rồi, những người mà có ma trong người á, âm ở người thì bao giờ sẽ nhìn thấy ma. Dạ, thầy tiên bản thân con là bị ma ám mà. Phục binh vô thần quả tú. Nên thầy xuyên con giải đi đấy, giải đi là tình duyên cũng sẽ tốt mà công việc sẽ tốt hơn. Dạ có gì thầy gửi cho con qua mail cách xóa giải rồi đi con gửi cho thầy, thầy giải cho con nó ra cho thầy. Ok. Không mấy cái gì mà hẹn thầy diễn giải cho con đi đây. Rồi, thầy giải cho. À, mà thầy có thể mình xin giảm tuổi thọ để cho bố mẹ sống lâu được đây. Ủa, việc đấy cần gì, việc đấy phải xin Phật Thánh ấy, làm việc đấy dễ mà. Bố dạ, mẹ này có tâm thì cho bố mẹ sống lâu trong tuổi. Dạ. Thầy yếu, họ yếu. Dạ. Các thầy sẽ lập một cái đàn di cung hoan số để xin cho cha mẹ mỗi người được 12 năm tuổi nữa giống như Khổng Minh ấy. Dạ. Nhưng mà Khổng Minh, nhưng mà vì Khổng Minh giết nhiều người quá nên Khổng Minh không xin được. Dạ. Sự nghiệp ba mấy tỷ là sẽ lâu hết. Năm lúc đấy là dạng dỡ chứ còn. Dạng dỡ đến bây đến nhiều đàn là bị dạng dỡ đủ không rồi. Lúc đấy là dạng dỡ. À, bạn bè đang xấu đây. Nhưng con gọi là nhớ là đừng có cho bạn vay tiền đấy hoặc là đầu tư chung vốn với bạn tại thời điểm bây giờ là chết.
con là đừng giờ để cho anh em hay gì mượn tiền, tại vì mỗi lần con mượn con cho ta mượn con không lấy được. Đúng không, rồi. Là không phải mình không muốn, mình không lấy, nhưng mà mình thấy mình không muốn lấy. Nhưng mà đấy là do nó chứng tỏ rằng cái nghiệp của con kiếp trước vẫn còn nhiều nên là người ta không muốn trả. Thôi mình thì con nghĩ là chắc kiếp trước mình lỡ ta để cái kiếp này trả. Có muốn giờ trả hết kiếp này kiếp sau còn đỡ. Có muốn trả nợ luôn cho người ta không? Dạ chú trả luôn hết. Thầy chỉ cho trả. Dạ thầy chỉ con luôn đi, cái gì thì thầy gửi cho con luôn. Rồi, thầy sẽ xong đây thầy sẽ làm cho một cái email thầy hướng dẫn luôn nha. Nợ dạ, ai dạ, bao tiền cho trả luôn. Có mấy lỡ đời này mình trả hết đi để sang kiếp sau mình đầu thai còn đỡ. Ok. Dạ. Rồi, dạ thầy, rồi. Kết thúc dạ. Đi nha, thầy sẽ viết mail cho nha. Dạ bà thầy nếu mà vậy là tháng 2 đã ập lên là con có thể làm hồ sơ đi không thầy? Đúng rồi. Vậy lúc mà mình đi phỏng vấn rồi vào sáng chiều này. Trời lúc đấy tính, hôm nào trước khi đi thầy sẽ báo. Dạ rồi, tại vì con tính qua đó mới lập nghiệp á. Tại vì nghe con thì con cũng coi sơ sơ, con thấy tự vi mình lập nghiệp tui xe. Tại vì từ nhỏ con nó xa cả bố mẹ rồi, 2 tuổi con vô nhà chậm tu rồi. Nhưng mà tu không nổi. Okay. Con vô nhà chậm nhà cha ở trong vòng 4 năm mới về. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn từng việc một nha. Dạ rồi, rồi. Có gì trước khi đi con sẽ hỏi thầy giờ. Ok, nhá. Dạ rồi, con chào thầy ạ. Dạ, chúc thầy khỏe. Dạ.